Đáng chú ý, hôm qua gần đại sứ quán Israel ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã xảy ra một vụ nổ nhưng không gây thương vong. Theo đại diện đại sứ quán Israel tại Ấn Độ, vụ nổ xảy ra sau 5 giờ chiều theo giờ địa phương. Mọi nhân viên và các nhà ngoại giao đều an toàn. Hiện lực lượng an ninh Israel đang phối hợp với nhà chức trách Ấn Độ tiến hành điều tra kỹ vụ việc. Trong khi đó, truyền thông sở tại dẫn lời lực lượng cứu hỏa thành phố cho biết, đến nay chưa phát hiện bất cứ manh mối nào trong quá trình kiểm tra tại hiện trường. Năm 2021, một vụ nổ bom nhỏ cũng đã xảy ra bên ngoài đại sứ quán Israel ở New Delhi, nhưng không gây thương vong. Ở thời điểm đó, giới chức Israel tuyên bố coi vụ nổ này là một vụ tấn công khủng bố.